Một trong những nhạc phẩm nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ thành công trong sự nghiệp sáng tác của mình đó là nhạc phẩm mà ca đoàn Teresa sẽ gửi tới chúng ta ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin một tràng pháo tay cho các ca viên của ca đoàn Teresa.